Hỏi: đệ tử nguyện trở về Đài Loan để đốt cánh tay và tương lai khi phụ thân chết con sẽ đốt thân cúng Phật. Đáp: tâm bình thường là đạo, đừng làm kinh hại thế gian. Tu hành nếu khẩn cấp thì sẽ căn đức, còn chậm chạp thì sẽ lỏng lẻo, không khẩn không chậm mới thành công. Đốt thân cúng dường Phật là chuyện tốt, nhưng học đến lúc có định lực rồi mới nói, chừng nào làm chủ được sanh tử rồi thì mới tự do phát triển. Đệ tử: cây thông Giáng sinh bị trộm lấy mất rồi. Ngày 6 tháng 10 năm 1993, hôm thứ ba, thùng phước xương ở chánh điện đã bị trộm. Đến ngày 14, lại có ba chàng thanh niên trẻ muốn lấy trộm tượng Phật ở chiên xanh đường. Hòa thượng: ở các tùng lâm đều phải có người đi tuần tra, cả vạn Phật đây phải có hai người đi tuần tra, rồi tuyên bố với đại chúng về việc đi tuần tra là vào giờ ăn trưa. Bên ngoài lúc nào cũng phải có hai người. Nếu ai phát hiện có người hay xe nào khả nghi là phải chủ động đến hỏi han về lý do họ đến đây, và họ có đến đăng ký ở văn phòng tiếp tân hoặc làm thủ tục ở lại qua đêm rồi chưa, và xe của họ phải có giấy phép thông hành hợp lệ.